something? Do you feel happy right now? Justin, are you happy? Happy! Clap your hands, come on! It might seem crazy what I'm about to say. Success is here, you can take a break. I'm hot air balloon, I could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Bạn vũ đoàn rất là nhiều ạ. Wow, quá hay, quá xuất sắc. Tiết mục khởi động chương trình thôi mà thiêu đốt cả cái sân khấu này. Thái Sơn thân mến, Duy Khánh có một cái thắc mắc, có phải là bạn vay mượn cái cảm xúc của tuần trước, bạn được giải nhất tuần, bạn vui sướng quá nên lần này bạn trình diễn ca khúc Happy đúng không? Chính xác, và cho một tràng vỗ tay nữa, bạn rất là happy cho tuần này ạ. Chưa kể là tiền thắng của tuần trước là em đổ vào phụ kiện hết mà mọi người toàn là vàng từ đấy trong dưới. Không những đổ vào phụ kiện đâu mà còn đầu tư hát live band,
và coi như là một tiết mục khởi đầu quá là thuận lợi, quá là hay. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời nhận xét đến từ ba vị ban giám khảo. Xin mời cô Kim Xuân ạ. Mọi người ơi, mọi người có happy không? Tôi không hiểu là có cái sự trùng hợp sao mà ban giám khảo tôi bữa nay là mặc toàn màu nóng không? Và cái bài đầu tiên của Sơn nóng rực luôn. Tôi nhớ cái anh chàng này là khi tôi coi cái chương trình The Voice của Mỹ á, là bạn làm giám khảo mà vừa là một nhà thiết kế thời trang nữa. Thành ra bạn ấy rất là chú trọng về hình thức. Và Thái Sơn cũng đã đi thẳng đến trước mặt chúng tôi và mời chúng tôi xem bạn hóa thân và bạn hóa trang như thế nào. Có lẽ là bạn rất là tự tin với cái bài này. Và quả tình là cái không khí của ngày hôm nay nó nóng lắm. Chỉ biết khen thôi. Và cảm ơn, lần đầu tiên tôi ngồi đây mà tôi được nghe nhạc sống. Và giống như là tôi được xem bạn biểu diễn chứ không phải là bạn dự thi. Chúc mừng bạn. Wow, chúc mừng Thái Sơn. Cảm ơn giám khảo Kim Xuân rất nhiều ạ. Ngay bây giờ xin mời giám khảo Mỹ Linh. Đúng là ứng cử viên nặng ký của chức vô địch mùa này. Cứ mỗi vào vòng sau lại đầu tư oách hơn vòng trước. Và lần này thì lại có cái năng lượng của cái giải nhất tuần vừa rồi. Mà cái năng lượng ấy nó đã bị ém nguyên 5 tuần trước. Đến tuần vừa rồi nó bung ra thì giờ nó bung luôn. Mà công nhận là bạn ấy rất là chu đáo. Khi mà bước lại gần đây là thấy tay bạn đeo đến 5-7 cái nhẫn. Nói chung là rất là đầu tư hình thức rồi cái cách hóa thân vào bài hát này. Cái bài này đúng là lựa chọn hoàn hảo cho một tiết mục mở màn. Rồi tất cả các bạn dancer rồi ban nhạc ở đằng sau cũng thế, đã giúp cho em có một tiết mục rất là nóng. Và hôm nay hy vọng rằng tiết mục này sẽ làm khởi đầu hoàn hảo cho cả một đêm thứ 8 của chúng ta. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh rất là nhiều. Giống như cô Kim Sơn nói thì hầu như là anh ấy là nhà thiết kế thời trang. Nên hôm nay em cũng thể hiện một chút, đó là áo em cũng vẽ luôn. Và quần em cũng vẽ luôn. Tất em cả lại mọi... gần đây đi, em lại gần đây. Bây giờ Thái Sơn lại gần cho cô Kim Xuân thấy nha. Tự vẽ luôn á. Mọi người ơi, một tràng pháo tay cho bạn ấy nè. Trời, dễ thương. Em tự đan luôn. Dễ thương. Quá nhiều tài lẻ. Cái đặc biệt mà Duy Khánh cực kỳ thích ở Thái Sơn đó chính là trong mỗi một tiết mục mà bạn hóa thân thành thì bạn đều đưa những cái sở trường của mình vào, giống như vừa rồi tự làm những cái nhạc cụ bằng miệng đó cô Xuân. Hay quá, hay luôn, quá xuất sắc luôn. Thì nghề chính của bạn là beatbox mà. Dạ, đó, thì đó là có cơ hội bạn. Thì bạn ấy sẽ đưa ngay vào trong những cái phần trình diễn của mình. Và đó là cái sự lựa chọn thông minh của một cái người biểu diễn. Khi chúng ta khéo léo biết trưng trổ ra cho mọi người thấy những cái sở trường của mình, bạn ấy làm một cách rất là tự nhiên. Chứ mình không hề thấy rằng bạn ấy đang cố tình khoe khoang cái khả năng. Bởi vì bạn ấy đưa vào một cách nó hoàn toàn hợp lý, cho chúng ta cảm thấy một cái sự dễ chịu. Và chúng ta phải trầm trồ thán phục với những cái khả năng của bạn ấy. Nếu như mà em không bắt đầu mở miệng và nói tiếng Việt, nói bằng cái giọng thật của em, thì anh vẫn cứ luôn nghĩ đây là cái anh chàng Pharrell Williams. Bởi vì gần như là em cứ nhập vai suốt từ khi em bắt đầu bước ra sân khấu cho đến khi kết thúc tiết mục của mình, mà anh vẫn không thể nào hình dung đây là Thái Sơn. Em đã làm rất là trọn vẹn, chỉ vỏn vẹn vài phút trên sân khấu, nhưng em đã mang lại hình ảnh đúng của người nghệ sĩ đó để cho khán giả thưởng thức. Chúc mừng em với tiết mục ngày hôm nay. Quá tuyệt vời. Cảm ơn ba vị ban giám khảo rất là nhiều. Và một lần nữa, một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Thái Sơn nè các bạn. Cảm ơn Thái Sơn, mời bạn về chỗ nhé.